Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng xạ thủ John cho anh em xem nha. Mình có đọc comment thì thấy có khá nhiều bạn yêu cầu mình làm clip về vị tướng John. Cũng nhiều đại đấy các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ quyết định làm clip John cho các bạn cùng chiêm ngưỡng cái khả năng bắn cái chiêu ai của mình. Siêu hụt của mình nha. Rồi ok. Ủa sao mình chỉnh góc quay định vị nó không được nhỉ? Thì những cái chiêu 2 này không chỉnh góc quay định vị được hay sao á? Chiêu 1 thì chắc là được anh em ạ. Để tí nữa mình lên cấp 2 mình thử coi sao. Tại vì cái chiêu 2 nó dài quá, đâm ra chỉnh góc quay nó không ăn thua ấy. Trận này mình có vị tướng Aya đi support cho mình nha các bạn. Có Aya đi support thì giống như là John gọi là hổ mọc thêm cánh ấy anh em ạ. Úi giời ơi, anh ăn van heo này. Trời ơi, anh cứ bán em thoải mái đi nhá. Tí nữa em sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội của mùa xuân. 4 điểm này, mình xấy cho một cái này bé bò là lúng người đấy. Lúng người nè, ghê không? Mình bắn chiêu 2 rất chuẩn đúng không các bạn? Quá là chuẩn xác luôn. Bắn một phát một trúng luôn. Không có một cơ hội nào hụt dành cho các bạn. Rất ghê gớm. Lên giày kiên cường đi anh em ạ. Tại vì trận này mình thấy các bạn nó hơi choáng, hơi nhiều. Nào là van heo choáng này, bò thì cũng hất tung tùm lum tè le này, rồi Murat cũng bay vào này, Ero thì lại bổ này, Lữ Bố thì hất tung này, rất chi là gớm ghê đấy. Từ các bạn này thì láo nháo đến trai, anh gọi là hơi bị gọi là coi thường team em rồi đấy, mới vào thôi dám quăng cướp bùa. Thế anh Lữ Bố anh hổ báo cáo trồn quá, đâm ra mình cũng thấy muốn chơi Lữ Bố ghê. Ăn bình máu ấy coi. Trời ơi, bây giờ cái Liên Quân á, cái bình máu xanh xanh ở chỗ này này các bạn, nó cứ hiện xanh xanh lên, mình làm cứ tưởng như ngày xưa chạy ra ăn máu. Chán vô cùng các bạn ạ. Trong khi đó là máu méo có nhưng mà nó lại hiện xanh xanh kiểu đó. Thà như là nó đến xì luôn đi. Đỡ người ta gọi là mất công chạy ra chạy vào. Tưởng có máu chạy ra ăn. Mình bị mấy lần rồi các bạn. Không biết có anh em nào bị giống mình không. Anh em nào mà bị giống mình thì comment ở dưới phần bình luận cho mình biết đấy nhá. Để gọi là chúng ta không cùng cánh ngộ ấy. Thì lại không cái gì. Cùng cánh ngộ mới đúng chứ. Đấy, bây giờ bình máu nè. Bình máu bây giờ nó còn to, xanh hơn ngày xưa thì mới đúng. Còn nó mà xanh xanh như ngày xưa là sai đấy. Mẹ khứa này, đứng trong cái bụi núp núp à. Tính gọi là ú hòa tôi đúng không? Nhưng mà không, mình là không có sợ nhát ma đâu. Ú hòa làm sao mà hù được Hảo. Hảo là dân chơi không sợ mưa rơi mà. Mày hả Murat? Boang! Trúng rồi kìa các bạn. Mình thấy thằng Murat nó còn một xíu xíu máu các bạn. Trúng rồi mà sao nó không chết nhỉ? Ôi trời ơi, bắn đẹp như trong mơ như vậy mà cuối cùng cái kết là đúng là trời không phụ lòng người. Không phải, đúng là trời phụ lòng người. Ôi trời ơi, khổ, tôi chưa từng thấy bắn đẹp như thế mà cuối cùng cái kết nó không chết cho. Hay là cái đó là trúng người khác nhỉ? Chứ mình thấy cái thằng Murat nó còn xíu máu mà mình căn cái thằng Murat cực kỳ chuẩn luôn các bạn. Thế mà cái kết quá buồn cho một cuộc tình. Anh em có thấy đúng không? Mình thì mình... đoán rằng thằng Murat đấy nhưng mà có ít máu. Ai chạy anh bò này máu thế nhờ. Ôi trời ơi, sao anh ơi, anh hư nè, bay à bùi. Châu thì đánh lâu cũng chết nha. Bò với chúng tôi làm sao mà đỡ được. Ok nè, con dê bay vào đây. Vâng, một tiếp tục là một con dê gọi là Lữ Bố. Tí nữa thì van heo bị mình xấy cho lòi hàng nha các bạn ạ. Dám đứng lại chống đối với cả gọi là tôi và bạn. Biết tôi là ai không? Úi giời, Murat này. Này thì Murat nè. Khó ăn mạng quá. Rồi, úi giời, Murat nó còn xíu máu anh em ơi. Cái đậu xanh có chiêu 2 này nó chết với mình các bạn ạ. Giờ có chiêu 2 rồi đây, nhưng mà chắc cái này nó bị về mất tiêu rồi các bạn. Thôi thì bắn đại ra con quái này đi. Để chi các bạn biết không? Mình phòng trừ cái khả năng nó ra nó ăn cái con quái ở trong khu rừng của nó ấy. Đâm ra thì mình bắn bừa vậy ấy, chẳng may đúng không? Nói chung là đâu phải là cứ 100% là nó không có ở đấy đâu. Biết đâu mình đoán trúng thì sao? Lại ăn được mạng ấy. Lại như một vị thần luôn. Ôi dồi ôi. Mày hả mày? Có dầu một phát bắn là dực tê tê đã ha. Rồi xong. Méo con cua rồi các bạn. Vô đây ăn bình máu cái coi. Đây thì bướng nè. Van heo sau khi bị mình hành cho gọi là tụt quần thì anh ta đã trốn luôn lên đường trên đấy các bạn. Sợ ngay. Chắc có lẽ bạn ấy đang cãi nhau với cả vị tướng bò Toro. Bảo là sao mày không
không bảo kê được giống như cái thằng Aya leo lên đầu cái thằng John, đúng không? Thế là cãi nhau anh em ạ. Cãi nhau thì thôi, không sao. Sau khi mà lên giày kiên cường thì mình sẽ chuyển cho nó cái vũ hung tàn nha các bạn. Ơi giời ơi, ơi ơi ơi. Ôi giời ơi, kìa con hàng kìa, con hàng kìa. Con hàng này. Ô, các bạn đánh nhau không đợi mình hả? Mình nhớ các bạn lắm đó. Ôi giời, em tới nơi thì anh lại chết nghéo cú tói thế này. Con gì mà đấu với đầu gấu nữa trời. Hơi thất vọng tràn trề vì cái anh của Ero nha. Anh em xem clip của mình thì cho mình xin một like với nha. Rồi. Mày hả bữa, ghê nhờ. Gần anh Toro rất là máu chiến anh em ạ. Ái chả, thì ra là có Murat nó đến đây các bạn ơi. Murat nè. Murat đâu rồi? Murat trông vậy nhưng mà rất là nguy hiểm nha các bạn. Anh em phải cẩn thận đấy, cái đậu xanh này. Đấy, thấy không, các bạn thấy không? Rất chi là nguy hiểm đến từ thanh niên Murat nha các bạn. Nữ bố với ảo nè, IQ. Từ, mình sợ thằng Murat nó lao lên nó chém mình lắm các bạn ạ. Bây giờ thì nó chạy được nào? Nó chạy đâu cho khỏi thắng? Trời ơi, nổ chí mạng cỡ đó luôn mà Van Heel không chết các bạn ạ. Nó còn có đúng một xíu máu nữa thôi. Có ơi, ơi trời ơi, ngu người. Vâng, cái pha lao vào ăn Van Heel. Trong đầu của mình tính là như thế. Nhưng mà lao vào một cái Van Heel nó chết rồi, cuối cùng tem bạn nó xả cho. Buồn quá. Nghèo luôn các bạn ạ. Quá buồn trong một cuộc tình. Cách cùng cùng. Ó, xỉa kìa. Xỉa kìa. Úi dồi ôi. Vâng, đây là Ryoma. Ryoma rất là ghê gớm nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn một cung tên vào mông này. Trời ơi, không trúng. Trúng thì cũng chẳng ăn thua đâu các bạn. Vâng, Ryoma đang lao ra lao vào rất ghê gớm. Người ta là ảo diệu tung chảo luôn. Error này, bắn cho tụt quần luôn nha các bạn. Đây, error đây. Mình cứ tích nội điểm, nội tại là 4 điểm thôi là bắt đầu mình sấy rồi các bạn. Sướng lắm, giòn thì sấy thì còn gì bằng nữa. Nó là xạ thủ gọi là bá đạo nhất hạt gạo các bạn ạ. Này thì lao vào này, ôi thôi chết tôi rồi. Ôi thôi chết, ô. Mày tí nhỉ. Tí nữa thì teo anh em ạ. Hên. Và đấy mình đẩy nó không được, một cái là mình cảm thấy là mình toang rồi. Ai ngờ đâu, ý, vẫn ngon. Ơi, ơi. Hết cả hồn con trồn. Em đang mua đồ mà anh nữa bố. Trời, em mua đồ xong đi rồi anh muốn làm gì làm được sao đâu. Bây giờ anh làm vậy để chết em luôn đấy chứ. Hiện tại thì mình ăn được có 3 mạng thôi mà chết 2 mạng. Nhưng mà được cái. Đấy, phải có nhưng nha anh em, phải có nhưng. Nhưng mà được cái tiền nhiều nhất nha em. Và tiền nhiều thì sao nào? Tiền nhiều thì làm sao anh em, đợi một tí sẽ biết. Đây nè, mình tới đây nè. Tiền nhiều ở đây nè. Bắn phát chết luôn. Đấy là cái lý do mà phải có nhiều tiền mới làm phiền được cho bạn anh em ạ. Rồi xong. Bắn nhực kìa. Nhực vào mông kìa. Wow. Sổ ôi, kinh thế nhờ. Bắn kìa. Ai cha. Ăn được ít mạng quá. Thôi thì lại tiếp tục đi farm thôi. Ăn mạng không được tốt tí, không có tiền nữa thì thôi mình đi farm đi. Đây. Có lúa rồi, bắn lúng vào mông cái mạng luôn mà không chết ai hết trơn. Bây giờ làm sao? Sấy như đại bác luôn. Ủa đông quá. Úi giời ơi, đông quá anh em ạ. Chạy ngay, gặp mình phải sợ, chạy ngay. Ô, Aya kìa. Tôi chết Aya rồi. Ai chả do ở đâu. Cái thanh niên gọi là Murat chết nhưng mà bị Aya ăn anh em ơi. Buồn thật sự. Ai bảo Murat quá sung chi. Hổ báo cấu trồn chi. Ủa bạn. Bạn ơi, lên đầu mình chơi bạn ơi. Đi về làm gì, bạn chả cần phải biến về đâu. Cứ lên đầu mình có chiêu nào bấm chiêu đó là được. Còn vấn đề còn lại mình cân hết. Không phải lo nghĩ, mình đừng nghĩ gì hết trơn á. Có cung tà ma rồi nha các bạn à, lên cho nó cái thần dịch cung luôn nha. Này thì Van Heel nè. Ghê chưa anh em. Thấy cái gì chưa. Van Heel đây.
Mình đã bảo mình bắn phát chết luôn mà. Bắn phát chết luôn trong truyền thuyết ở đây đấy các bạn ạ. Cái hồi nãy cái thanh niên Murat kia còn ít máu mà mình bắn không chết là do mình đen thôi. Đợt này bắn eo sao mà đỡ được. KS thần trưởng quá đỉnh, đỉnh cứ chóp anh em nhỉ. Rồi 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 rồi, đông ra bạn lắm các bạn ơi. Rất đông và hung hãn, bắn trúng vì tướng Murat rồi. Nhưng mà khá tiếc là không có đủ đam các bạn ơi. Yo 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 Toro, lùm Toro nào. Ui ôi, Eros em bán cũng tới. Đẩy nó ra nào, xấy nó luôn. Kích quạt cùng tầm A, bắn cân nết, chơi nết. Một em rồi, một em rồi, một em rồi. Double kill, double kill, double kill, triple kill. Và đây là Coren John. Trời ui, oh my god, oh my god. Trời ơi, mà đấy mà không chết kìa các bạn. Trời ơi, còn một xíu xíu máu mà bắn sượt mang tay của nó mới đau chứ. Cái định mệnh nhà nó. Còn hôi xém nó được qua IQ đẳng cấp luôn rồi. Tiếc quá thì mất thôi. Trời đất ơi, tiếc thật sự anh em nhờ. Cái pha đấy mà mình lại để cho nó chạy thoát được. Trời ơi, mình căn cái tốc độ di chuyển của cái bạn Murat đó hơi chậm anh em ạ. Tối rồi ơi, 8 kill. Đang lên đồng nha các bạn. Do lên đồng thì thôi rồi các bạn. Bắn thì như gọi là cái máy bắn sướng. Đây 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 đây, có hai mạng, có hai mạng này. Ê chú bắn. Đâu anh cái chú mắc vậy? Cái chú không nạt. Ai chạy anh bò kìa. Ui trời ơi anh ơi, anh ơi. Anh gì gì đó, anh gì gì đó. Em sấy cho anh bò này, biết thế nào là lễ hội này. Đừng có đùa với cả ninja rùa John nhá. Van heo kìa, van heo kìa. Ui sấy kìa. Ui rồi ôi sấy kìa. Ui rồi ôi sấy kìa. Vẫn chưa được mạng nào anh em ạ. Mà tôi kệ không sao, 8 kill là đủ rồi. Này, này thì này thì này thì này thì này thì này thì này. Oh, wow 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 wow. Wow, wow. Sấy kìa. Trời ơi, nó sấy gì nhìn sướng con mắt này các bạn hay. Đúng là chơi do nó sướng nhất là cái khúc sấy như thế này này. 10 kill. Vâng. Win này các bạn. Quá hay, quá hay, quá ghê gớm. Ok, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Bạn nào muốn mua nick thì vào shopanhhao.org nhé các bạn. Bye bye anh em.